chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu và chúng ta sẽ cùng chào đón dàn diễn viên, đạo diễn vô cùng đặc biệt, những người đã tạo nên sự thành công của Hoa hậu Giang Hồ. Đầu tiên xin được chào đón diễn viên Minh Tú trong bài Hai chị em sinh đôi Lá và Mây, một người ngang tàn cô lỗ còn người kia lại hiền lành dịu dàng. Xin được chào đón diễn viên Hải Triều trong vai Giang, cậu bạn thân của Mây. Xin được chào đón diễn viên Cao Thiên Trang trong bài Yến Nhi, một cô gái nhiều mưu mô luôn chơi xấu đối thủ tại cuộc thi Hoa hậu. Chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên Quỳnh Anh trong vai Linh, một thí sinh Hoa hậu có chất giọng Huế ngọt ngào. Dạ, xin được cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì cho phép Quang Huy được mời lên sân khấu, đại diện của nhà đầu tư sẽ lên sân khấu để tặng hoa cho đạo diễn cũng như là diễn viên của chúng tôi. Xin phép được mời ông John Tyson, tổng giám đốc của CJHK Entertainment và ông Nguyễn Thiên Thao, giám đốc của Cinebox. Dạ, xin mời ạ. Chúc mừng cho đạo diễn Lương Mạnh Hải và chúc mừng cho diễn viên của chúng ta. Xin được cảm ơn rất nhiều ông Trần Thanh Sơn. Lần đầu tiên cho phép Lương Mạnh Hải xin thay mặt cho tất cả ekip của Hoa hậu Giang Hồ xin gửi lời chào trân trọng nhất tới sự hiện diện của tất cả quý vị, anh chị em báo chí, bạn bè có mặt tại khán phòng ngày hôm nay.